Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật. sư sẽ cho một vị phụ Con thành kính tri ân những lời sách tấn của Thầy tại cho chúng con. sư sau chuyện sơ phật Con cũng có một cái câu hỏi đó. đúng Thì có nhiều vị hành giả giờ mình rất là thắc mắc về cái sự công phu của mình rất là khó trên cái nghịch duyên, và cũng nhiều hành giả chia sẻ nhiều tôi không phải về cái sự công phu rất là khó trên cái thuận duyên. chi chỉ tập công phu hình ảnh tập Thì chim xuân con kính thỉnh Thầy sách thấn cho chúng con thêm, ta chơi thì chỉ giữa cái công phu, giữa cái thuận duyên và cái nghịch duyên, xuân chim tại sao lại khó, và chim nếu mà mình vượt qua được thì chim nó sẽ có cái chim sự tiến bộ như thế nào chim trên cái công phu của mình. chim Dạ, con kính bi khai thị. chim Nam chim mô Bổn Sư chim Thích Ca. chim 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 顺缘逆缘，我们都要突破。cố gắng là rốt cuộc mà chúng ta nói đây là thuận cảnh nghịch cảnh chúng ta cũng đừng có giao lì tha tôi thu phục cũng đều là phải đột phá nó về Nhi ra mà rồi gì phát sinh. nghịch duyên thì chúng ta rất dễ mà phát hiện và thấy được Ta sẽ xuân yuan chi sẽ cần chu 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 chi tiên sư. mà còn cái thuận duyên thì thế nào chúng ta lại còn gạt càng dễ bị nó gạt về Ờ, tôi ở đây đả坐, hào像感觉什么都好. tôi ở đây ngồi thiền cảm thấy hình như tất cả cái gì cũng đều tốt đẹp cả Do的 也好, ngồi cũng tốt thân thể 也好. thân thể cũng tốt À, 坐得也挺直的，ngồi cũng rất là thẳng ngay好vậy像心里也清清静静的。trong tâm của mình hình như cũng rất là thanh thanh tịnh tịnh这đó就要注意了。vậy thì hãy chú ý cẩn thận哎，vậy你不知不觉可能就掉入了那个陷阱里去了。không biết rằng trong một giây phút không chú ý đó đã lọt vào trong một cái gọi là cái hố sâu vậy.啊，反而逆缘容易发现了。Nhưng mà ngược lại cái nghịch duyên thì rất dễ mà phát啊。hiện về.在这里打坐打得好好的，人家骂你一句，Cũng như nói là chúng ta đang ngồi thiền tốt mà tự nhiên có người tới mắng chửi mình啊，đó.有人甩你一个耳光，有人打你一个耳光，Cũng như có người tới mà tát cho mình một bạt tai đó.啊，或者身体某些地方不舒服，坐起来坐姿不正。Hoặc là nói cái thân thể của mình một cái chỗ nào đó nó đau nhức mình ngồi không được mà thoải mái nữa.这多容易发现。Tất cả这多容易发现，những cái sự việc đó rất dễ mà phát hiện vậy.反而是顺缘，我们是不知道的，Vậy thì phải biết rằng thuận duyên thì chúng ta không biết được.还以为自己功夫深，Còn nghĩ rằng cái功夫của mình quá sâu, quá tốt vậy.其实这就像那个温水煮青蛙一样，Cũng như không biết được rằng chúng ta là đang như nấu một cái nồi nước con ớt ở trong đó mà gọi là nước ấm mà nấu con ớt vậy.一个青蛙不小心跳到那个锅里面去了。Đây là ý nói rằng con ớt không may mà nhảy vào trong một cái nồi nước đang nấu đó vậy.外面的世界很冷啊。Cái cảnh giới bên ngoài đó, ngoài cái nồi đó cũng rất là lạnh lẽo.锅里的水也还蛮舒服的。Và cái nồi nước, cái trong cái nồi nước con ếch ngồi trong đó cũng cảm thấy rất là thoải mái vậy.其实他哪里知道，这个现在舒服是因为那个火柴刚刚点着。Mà nó không biết được rằng cái nồi nước nó ấm mà ở dưới nó đang đốt lửa bắt đầu sắp sôi vậy.不知不觉这个舒服，越来越舒服。Mà không chú ý thì càng lúc nó càng cảm thấy như càng ấm càng càng tốt hơn nữa.所以他就沉溺于这个锅里的世界了。Vậy là nó thoải mái quá đã chìm đắm trong cái thế giới của cái nồi nước đó rồi不想跳出这个锅里的世界，不mà想到外面去，外面冷。không muốn nhảy ra ngoài rồi vì bên ngoài nó quá lạnh về,但是随着这个柴火的越来越大，温度越来越高。nhưng mà không biết được rằng cái lửa càng đốt nhiều thì cái nước nó lại càng sôi nữa rồi.等到他发现危险的时候，想逃出来已经来不及了。Khi mà nó phát hiện ra nước sôi quá rồi nó muốn chạy là chạy không còn kịp nữa.这就是顺境，这就是顺境Đó chính là cái thuận duyên của mình啊。vậy.反而是逆缘的话，一搞一下就发现了。Còn cái nghịch duyên thì thế nào, vừa xảy ra là mình đã phát hiện liền.所以说，我们真正修行啊，逆缘顺缘，我们都不要去贪Vì着它。thế mới nói rằng cho dù đó là thuận duyên, nghịch duyên, mình cũng đừng có chú ý我về.们不要去讨厌逆缘。
mình cũng đừng nên gọi là chán bỏ ghét cái nghịch duyên nữa,我们不要去喜欢顺缘。và cũng đừng nên gọi là ưa thích cái thuận duyên nữa.那我们的功夫真正到了逆顺接不受的时候，那就有进步了。Một khi mà cái công phu của chúng ta đã không còn bị cái thuận duyên, cái nghịch duyên nó ảnh hưởng nữa, thì rõ ràng chúng ta đã có được sự tiến bộ về.当然，这个顺缘逆缘讲的是在修行的过程当中，讲的是修行的过程当中的顺缘逆缘。Đây là cái quá trình tu học gọi là những cái nghịch duyên, những cái thuận duyên đó.但还有一种逆缘顺缘，我们是要有选择的，Nhưng mà còn một cái gọi là nghịch duyên, thuận duyên mà chúng ta hiểu sợ chưa?要有选择。Có một cái sự lựa chọn đó.比如说，我现在连饭都没得吃，也没有庙给我住，那我怎么修行啊？Nói rằng ở bên ngoài chẳng hạn như bây giờ tôi không có cơm ăn, không có chùa để cho tôi ở, tôi làm sao tu được?或者我说我有庙住，有饭吃，但是这个庙。他不搞修行，天天搞这个搞钱、搞名、搞利，那我怎么修行啊？Pháp sư nói hoặc là tân ta đang ở trong một ngôi chùa có cơm ăn, có chùa ở mà họ lại không tu thì chúng ta làm sao tu đây?这又是另外一种顺缘逆缘，这是我们要有选择的。Đó chính là những cái sự việc gọi là thuận duyên, nghịch duyên khác, mà cái sự việc mà mình có sự lựa chọn这về.就涉及到我们的福报的问题。Đây là dính mắc tới cái chuyện gọi là cái phước báo của mình về.有的人从年轻的时候就开始想出家，想出家，一直到老他就出不了家。出不了家。想出家修行，可是一直到老他就没出成家，也不知道怎么修行。Và nói rồi nhiều người trẻ đã muốn xuất gia mà cho tới già rồi tu xuất bụi lèo cha出不了家。cũng đều không có xuất gia được vậy.这就是福报不够Đó là vì cái phước báo của họ啊。không这đủ就是vậy.修行的顺缘不够。Nói là cái thuận duyên của họ không có vậy.有的人，一说出家，他马上就出家了。Và có nhiều người vừa nói tôi muốn xuất gia là tức khắc là xuất gia được.并且得遇到正法了。Và đều đã có gặp được cái chánh pháp nữa.并且得遇名师。Và đều đã gặp được thầy tốt minh sư vậy.这就是他的福报顺缘Đó gọi là cái thuận duyên, cái phước báo của họ了。这vậy.跟他前世的有因缘的。Đó cũng đều là dính mắc với cái gọi là cái nhân duyên, cái đời trước của họ vậy.可能是无量劫来供养三宝啊，Có thể nói cũng như là cái duyên mà vô lượng kiếp họ đã cúng dường tam bảo đó,亲近三宝啊，thân cận cái tam bảo đó,赞佛啊，hoặc là tán Phật, là cúng dường Phật về,赞叹三宝的功德啊，tán thán cái công đức của chư Phật về.这有很大的关系。Đó là cái sự quan hệ rất to lớn rồi.所以说这是分两种顺缘，一个是能够有修行的顺缘，能够让我们学；还有一个是修行的过程当中的那种种种顺缘。Đó là vì sao nói rằng ở trong quá trình tu học có những cái thuận duyên giúp cho mình tu học và cũng có những cái nghịch duyên nó làm như là cản trở cho mình tu học vậy.这个是要有所抉择的。Vậy những chuyện như thế này chúng ta phải có thực sự gọi là giác đắc, là phải biết rõ được比如vậy.说，我开始出家，在一个某一个搞金灿的道场，我发现。不利于修行，那我赶快离开嘛。Cũng như nói thí dụ như bây giờ chúng ta có ý xuất gia mà chúng ta lại vào một cái ý của thầy nói cũng như là tụng kinh sám pháp nhiều mà như vậy là không thích hợp với tôi thì tôi phải đi về.比如说，我开始亲近了一个所谓的善知识，其实是个外道，那我赶快离开他嘛，是吧？Cũng như nói là nghĩ rằng mình đã thân cận được một vị thiện tri thức mà không biết rằng đó là một người tu ngoại đạo thì thế nào, chúng ta phải mau mau mà bỏ这就đi vậy.跟个人的福报有关系，福德善根、福德因缘。Những cái chuyện này gọi là thiện căn phước đức nhân duyên, những cái phước báo của mỗi một người về你看，được không? ừ, 明天，Xin chân tập时间到了。dạ.